Quân đội Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ Mariinka, trong khi lực lượng Ukraine chỉ còn giữ được vài tòa nhà ở ngoại ô phía tây thị trấn. Cuộc tấn công của Nga được thực hiện nhằm vào các điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine. Sau hơn 6 tháng phản công, Ukraine vẫn kẹt ở Rabotino, trong khi kế hoạch là 3 tháng sẽ tới bờ biển Azov, tệ nhất là chiếm được Melitopol. Ukraine thông báo hôm 9 tháng 12 rằng Nga đã tiến hành gần 100 vụ không kích trên khắp lãnh thổ Ukraine trong vòng 24 giờ. Thủ đô Kiev của Ukraine rung chuyển sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào rạng sáng ngày 14 tháng 12. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi Toàn cảnh quốc tế. Vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Xung đột Israel-Hamas nổ ra tưởng chừng sẽ làm sức nóng của chiến sự Nga-Ukraine hạ nhiệt. Thế nhưng trên thực tế, mối quan tâm của dư luận toàn cầu đối với cuộc xung đột này vẫn từng giây từng phút còn đó. Mới đây, trước thông tin quân đội Nga tấn công trên toàn mặt trận, thực hiện các phương thức chiến đấu nhắm vào các điểm triển khai tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine. Cụ thể, ngày 11 tháng 12, trang AVP thông tin quân đội Nga tấn công trên toàn mặt trận. Tư lệnh lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Alexander Sirsky, đã báo cáo về các hành động tấn công của quân đội Nga trên toàn mặt trận. Ông Sirsky nhấn mạnh rằng một cuộc phân tích kỹ lưỡng về tình hình đang được tiến hành. Ông Oleg Zhdanov, chuyên gia quân sự Ukraine, thừa nhận trên kênh truyền hình NTA rằng quyền chủ động ở mặt trận hiện thuộc về quân đội Nga và nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ phương Tây đối với Ukraine. Trước đó, ngày 10 tháng 12, AVP cho biết, theo thông tin được cung cấp bởi ông Dmitry Sepeliasev, sĩ quan trung tâm báo chí của nhóm phía Tây cho RIA Novosti, quân đội Nga đã thực hiện 14 cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào các vị trí của quân đội Ukraine. Cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào các điểm triển khai tạm thời của các lữ đoàn Jaeger số 21, 30, 41, 60 và 68, cũng như các đơn vị bảo vệ lãnh thổ của lực lượng vũ trang Ukraine. Mục tiêu của cuộc tấn công là các khu định cư Pestchanaya, Stemankovka, PC Chavonevoe, Petropalovka và Stepovaya Novoselovka. Ngoài ra, các đơn vị pháo binh của nhóm phía Tây cũng đã tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine gần Kislovka, Berestove, Novoselovsky và Urochiste Kriniki. Ông Sepeliasev cũng cho biết, ngày 9 tháng 12, hai nhóm phá hoại của Ukraine ở hướng Kupiansk đã bị phát hiện và tiêu diệt trong vòng 2 giờ. Theo đó, không quân Ukraine thông báo, lực lượng Nga đã phóng máy bay không người lái UAV Shahed từ các sân bay ở Chauda và Benbek trong trận tập kích vào thủ đô Kiev nước này. Theo không quân Ukraine, 18 UAV tấn công Shahed của Nga đã được phóng về phía các mục tiêu tại Ukraine. Không quân Ukraine xác nhận các hệ thống phòng không đã bắn hạ toàn bộ máy bay không người lái của đối phương trong khu vực do Bộ Tư lệnh Không quân phía Nam phụ trách. Không quân Ukraine tuyên bố, hầu hết UAV đã bị bắn rơi ở tỉnh Mykolaiv. Hoạt động của các đơn vị tên lửa phòng không và các nhóm hỏa lực cơ động của không quân và lực lượng phòng vệ Ukraine đã thành công. Không quân Ukraine cho biết thêm, Nga đã phóng các tên lửa từ phía Bắc, được cho là từ tỉnh Bryansk vào thủ đô Kiev vào khoảng 4 giờ sáng ngày 11 tháng 12. Toàn bộ 8 mục tiêu đều bị các đơn vị tên lửa phòng không bắn hạ. Theo không quân Ukraine, cảnh báo không kích được ban bố ở Kiev và các vụ nổ làm rung chuyển khu vực này. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết, 4 người đã nhận được hỗ trợ y tế sau vụ tấn công của Nga. Theo ông Klitschko, các cơ quan ứng phó khẩn cấp đã được điều động để dập tắt đám cháy bùng phát khi mảnh vỡ tên lửa rơi xuống nóc một tòa nhà dân cư. Ông Sergei Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, cũng xác nhận các mảnh vỡ đã rơi ở các quận của thành phố. Giới quan sát nhận định, làn sóng tấn công này là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm xác định các khu vực triển khai hệ thống phòng không của Ukraine. Sau hơn 6 tháng phản công, Ukraine vẫn kẹt ở Rabotino, trong khi kế hoạch là 3 tháng sẽ tới bờ biển Azov, tệ nhất là chiếm được Melitopol. Đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hàng ngàn bài toán được đặt ra buộc quốc gia này phải đưa ra phương án giải quyết tối ưu. Bức ảnh ảm đạm chụp chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực BMT của Anh, Challenger 2 trong biên chế lực lượng vũ trang Ukraine, đơn độc nép mình trong tuyết ở một địa điểm được cho là gần làng Rabotino ở vùng Zaporizhia, là biểu tượng của cả sự thất vọng lẫn hy vọng của lực lượng vũ trang Ukraine. Nhà phân tích quân sự David S. đã viết về điều này trong bài báo của mình cho tạp chí Forbes xuất bản ngày 10 tháng 12. Sự thất vọng là nếu cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine vào năm 2023 đạt được mọi mục tiêu đề ra,
thì chiếc xe tăng này đã không còn có mặt ở vùng tuyết trắng lạnh lẽo, chỉ cách địa điểm bắt đầu phản công hồi tháng 6 chưa tới 10 dặm, mà lẽ ra nó đã phải được tung hô chiến thắng ở thành phố Melitopol, cách Rabotino 80 km về phía nam. Ngày 8 tháng 6, lữ đoàn cơ giới số 47 của lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu mở cuộc tấn công từ Malaya Tomashka. Theo kế hoạch được vạch ra từ Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine và các tướng lĩnh NATO, lẽ ra họ sẽ nắm quyền kiểm soát Rabotino trong vòng một ngày, nhưng người Nga đã chặn đứng cuộc phản công đầy lạc quan của Kiev. Sau đó, thêm nhiều đơn vị khác của lực lượng vũ trang Ukraine đã được tăng cường tới đây, nhưng lực lượng phản công của Ukraine phải mất 10 tuần và nỗ lực rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ chiếm được làng Rabotino. Nỗ lực đầu tiên nhằm tấn công các vị trí của Nga đã trở thành thảm họa đối với quân Ukraine. Vấn đề chính là các bãi mìn rộng khắp và dày đặc của Nga. Lữ đoàn 47 và các lữ đoàn tương tự như lữ đoàn 33 đã mất hàng chục phương tiện chiến đấu, trong đó có xe tăng Leopard 2 và hàng trăm sinh mạng tại các hàng rào này. Vào tháng 8, lữ đoàn tấn công đường không số 82 của lực lượng vũ trang Ukraine xuất hiện, thay thế lữ đoàn 47 đã suy kiệt, được đưa về tuyến sau để phục hồi. Lữ đoàn 82 là đơn vị chính và là duy nhất trong lực lượng vũ trang Ukraine được biên chế một số phương tiện được phương Tây tặng cho Ukraine, gồm xe chiến đấu bánh lốp Stryker do Mỹ sản xuất, xe chiến đấu bánh xích Marder do Đức sản xuất và tất cả 14 chiếc Challenger 2 nặng 69 tấn do lữ đoàn 82 của Anh cung cấp. Vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm nay, một trong những chiếc Challenger 2 bị trúng mìn gần Rabotino, sau đó bị phá hủy bởi đạn chống tăng của quân Nga. Vì vậy, nếu người Ukraine tiếp tục đặt niềm tin vào cuộc phản công hiện nay và các cuộc phản công tiếp theo, họ có thể vẽ lại được bản đồ chiến trường Zaporizhia và sẽ tới được thành phố Melitopol với bờ biển Azov. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 9 tháng 12 cho biết, Nga đã phóng tổng cộng 28 quả tên lửa, thực hiện 27 vụ không kích, phóng rocket 59 lần từ các bệ phóng, pháo, phản lực phóng loạt và các vị trí quân sự của Ukraine trong vòng 24 giờ. Các mục tiêu bị tấn công bao gồm Kharkov, Lugansk và Donetsk, nơi chứng kiến giao tranh dữ dội giữa đôi bên thời gian qua. Loạt không kích mới nhất này xảy ra một ngày sau khi giới chức Ukraine tuyên bố họ đã đánh chặn được các tên lửa hành trình lần đầu tiên trong 80 ngày. Người đứng đầu cơ quan hành chính thời chiến của Ukraine tại tỉnh Kherson cho hay, các lực lượng Nga đã bắn phá tỉnh Kherson tới 62 lần, bắn tổng cộng hơn 300 quả đạn bằng súng cối, trọng pháo, bệ phóng đa nòng Krat và xe tăng, cũng như UAV và máy bay chiến đấu. Trong khi đó, đệ nhất phu nhân Ukraine, bà Olena Zelenska cho hay, chúng tôi thực sự cần đến sự giúp đỡ. Nói một cách đơn giản, không thể được phép mệt mỏi về tình hình hiện nay, vì nếu làm vậy, chúng tôi sẽ chết mất. Nếu thế giới mệt mỏi, họ đơn giản là sẽ để chúng tôi tử vong. Chiến sự vẫn diễn ra ác liệt giữa Nga và Ukraine, dù ít có dịch chuyển dọc theo chiến tuyến giữa đôi bên. Nga hiện nay đang dồn sức đánh chiếm thành phố Avdiivka ở miền đông. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Nga trong những ngày qua đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine ở thành phố Liman Donetsk, gây thiệt hại cho đối phương lên tới 80 binh sĩ. Cũng theo bộ này, các hệ thống phòng không Nga chặn 6 quả rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và bắn hạ 20 máy bay không người lái UAV của Ukraine trong ngày 10 tháng 12. Cùng ngày, phát ngôn viên lực lượng chiến đấu phía đông của Nga, ông Oleg Chekhov, nói với TASS, rằng quân đội Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công và làm gián đoạn nỗ lực luân chuyển của một lữ đoàn Ukraine ở phía nam Donetsk. Nga cũng báo cáo về 18 đợt pháo kích của Ukraine bằng 48 quả đạn vào Donetsk trong ngày 10 tháng 12, khiến 3 cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại và 7 dân thường bị thương. Mới đây, Thủ tướng Israel đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và bày tỏ sự không hài lòng với quan điểm chống Israel do các đại diện của Nga đưa ra tại Liên Hợp Quốc. Trước đó vào hôm 8 tháng 12, Nga đã ủng hộ một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn giữa Israel-Hamas ở dải Gaza. Trong cuộc điện đàm với ông Putin ngày 10 tháng 12, Thủ tướng Israel cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ sự hợp tác nguy hiểm của Nga với Iran. Điện Kremlin nhấn mạnh Moscow sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ có thể để giảm bớt đau khổ cho dân thường và giảm leo thang xung đột tại Gaza. Điện Kremlin cho biết trong tuyên bố rằng Tổng thống Putin đã tái khẳng định quan điểm cơ bản là không để việc chống lại các mối đe dọa gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường. Cũng trong hôm 10 tháng 12, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết một phái đoàn giám sát quốc tế nên tới Gaza để theo dõi tình hình nhân đạo. Phát biểu trực tuyến tại một diễn đàn ở thủ đô Doha, Qatar vào hôm 10 tháng 12, ông Lavrov cũng lên tiếng giải thích về mối quan hệ giữa Moscow và lực lượng Hamas.
Ông Lavrov lý giải, Nga chỉ duy trì tiếp xúc với văn phòng chính phủ của lực lượng này có trụ sở chính tại Qatar và những liên hệ này giúp đạt được thỏa thuận thả con tin vừa qua. Theo cơ quan y tế Gaza, Israel bị chỉ trích vì thực hiện các cuộc không kích khiến hơn 1,9 triệu người trong số 2,3 triệu cư dân phải sơ tán chỉ trong hơn 2 tháng qua và làm hơn 17.400 người Palestine thiệt mạng. Hôm 10 tháng 12, phát biểu trong một diễn đàn trực tuyến ở thủ đô Doha của Qatar, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho hay, mối liên hệ giữa Nga với phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine chỉ giới hạn ở văn phòng chính trị của nhóm đặt trụ sở ở Qatar. Bộ trưởng Lavrov chia sẻ, Hamas đã thực hiện vụ tấn công khủng bố vào ngày 7 tháng 10 và chúng tôi đã ngay lập tức lên án hành động này. Hamas có một nhánh chính trị hoạt động ở Doha và chúng tôi liên lạc với cơ sở này. Chúng tôi đã lập tức liên lạc với những người ở Doha để thảo luận về số phận của các con tin bị Hamas bắt giữ. Trong khoảng thời gian Israel và Hamas thi hành lệnh ngừng bắn tạm thời và trao đổi con tin vào hồi tháng 11, Nga đã sơ tán hơn 750 công dân nước này, bao gồm 300 trẻ em khỏi vùng xung đột để về nước. Quyết định tạm dừng giao tranh giữa Israel-Hamas là kết quả sau nhiều tuần đàm phán do Qatar làm trung gian. Theo đó, Hamas đã trả tự do cho 110 người bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công hôm 7 tháng 10 và Israel thả 240 tù nhân người Palestine. Nga cũng từng tiếp đón ít nhất một phái đoàn Hamas tới Moscow để đàm phán về việc trả tự do cho các công dân Nga bị Hamas bắt làm con tin. Theo cơ quan y tế ở dải Gaza, hơn 1,9 triệu người ở vùng đất này đã phải đi sơ tán trong 2 tháng qua. Trước khi bùng nổ xung đột, Gaza có 2,3 triệu người sinh sống. Văn phòng báo chí của lực lượng tác chiến đặc biệt SOF Ukraine cuối tuần qua cho biết, trên hướng Kherson, lực lượng tác chiến đặc biệt phối hợp với các đơn vị thuộc cơ quan an ninh và nhóm lính thủy đánh bộ của Hải quân Ukraine đã phát hiện và phá hủy hệ thống TOS-1A Sonsepiop của Nga. Báo cáo chỉ ra rằng, khi đang chuẩn bị khai hỏa các mục tiêu ở Krynki, tà ngạn vùng Kherson, hệ thống TOS-1A của Nga đã bị máy bay không người lái UAV của Ukraine phát hiện và phá hủy. Tuy nhiên, Ukraine không nêu rõ chi tiết loại UAV được sử dụng trong cuộc tấn công. Trước đó, ngày 30 tháng 10, cơ quan an ninh Ukraine báo cáo về việc phá hủy hệ thống TOS-1A ở khu vực Avdiivka. Gần đây nhất, vào ngày 4 tháng 11, có thông tin cho biết Ukraine đã phá hủy một xe chiến đấu bọc thép Terminator và súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Sonsepiop của Nga. Thời điểm đó, lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái FPV để tấn công vũ khí tối tân của Nga. Thống kê từ trang tin quân sự Mil.in.world cho biết, tính đến năm 2022, Nga sở hữu khoảng 45 súng phun lửa TOS-1A Sonsepiop. Trong đó, 10 hệ thống đã phá hủy kể từ khi bắt đầu xung đột vào tháng 2 năm 2022. TOS-1A là phiên bản mới nhất của hệ thống súng phun lửa TOS-1 được đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 2001. TOS-1A được thiết kế với mục đích tiêu diệt bộ binh, công sự và các xe bọc thép hạng nhẹ của đối phương. Vận hành trên nền tảng xe tăng T-90S được bảo vệ tốt và có độ tin cậy cao. TOS-1A trang bị động cơ diesel V-84MS có công suất 840 mã lực, giúp cơ động tốt trên chiến trường. Nhờ đó, TOS-1A có thể đạt vận tốc 60 km/h, tầm hoạt động 550 km. Tên lửa của hệ thống TOS-1A có chiều dài 3,3-3,7 m, trọng lượng 173 kg-217 kg. TOS-1A cũng có thể sử dụng nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm đạn cháy, nhiệt áp. Nó có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 600 m-6000 m. Phát biểu sau lễ trao huy chương sao vàng cho các anh hùng Liên bang Nga, Tổng thống Vladimir Putin cam kết sẽ đến thăm các vùng lãnh thổ mới sắp nhập nước này. Nhà báo Pavel Zarubin của kênh truyền hình Russia 1 đã đăng đoạn video về tuyên bố của ông Putin trên kênh Telegram cá nhân. Artyom Yoga, một quan chức Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, nói với ông Putin sau buổi lễ, khi tình hình dịu xuống một chút, chúng tôi sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy ngài đến thăm vùng lãnh thổ của chúng tôi. Ông Putin trả lời, cảm ơn, tôi chắc chắn sẽ đến. Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugan cùng các vùng Kherson, vùng Zaporizhia đã sáp nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố không công nhận việc này. Cũng tại buổi lễ, Tổng thống Putin cho biết quân đội Nga ở tuyến đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt đang chiến đấu vì tương lai của đất nước. Ông Putin nói, tương lai của Nga phụ thuộc nhiều vào hoạt động chiến đấu của các bạn. Đây là một thực tế hiển nhiên. Về quan hệ Nga, phương Tây,
Tổng thống Putin cho biết, phương Tây sẵn sàng làm mọi thứ, sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ai, chỉ để gây tổn hại cho Nga. Đã có một nỗ lực nhằm đẩy Nga ra xa, làm suy yếu và cuối cùng đè bẹp nước này, nhưng họ sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó. Cũng trong buổi lễ, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các nước phương Tây đang tìm cách đè bẹp Nga, nhưng cuối cùng những nỗ lực này sẽ thất bại. Phương Tây đang tìm cách gạt Nga ra ngoài để làm suy yếu và cuối cùng là mong muốn đè bẹp Nga, nhưng họ sẽ không thành công, không bao giờ thành công. Theo đó, ông chủ Điện Kremlin dẫn lời cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande hồi năm 2022 thừa nhận rằng các thỏa thuận Minsk, khuôn khổ hòa bình mà do Đức và Pháp làm trung gian giữa Nga và Ukraine vào năm 2015 chỉ nhằm mục đích kéo dài thời gian để giúp Kiev xây dựng quân đội. Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga đã sẵn sàng tuân thủ các giao thức và ban đầu không hề can dự vào vấn đề ở Ukraine. Ông Putin cũng tuyên bố rằng Ukraine khác với Nga không hề có tương lai vì Kiev đang phụ thuộc hoàn toàn vào các nguồn viện trợ nước ngoài và viện trợ quân sự. Trước đó, tại diễn đàn đầu tư nước Nga với gọi, Tổng thống Putin cũng từng tuyên bố không ai có thể ngăn chặn hoặc làm chậm sự phát triển của nước Nga. Lãnh đạo Nga cho rằng các lệnh trừng phạt với quy mô chưa từng có mà phương Tây áp đặt với Nga là cuộc tấn công dữ dội nhưng không thể giáng đòn mạnh vào nền kinh tế nước này. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với AFP công bố hôm 9 tháng 12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho biết các mục tiêu của Điện Kremlin về phi quân sự hóa Ukraine sẽ không thay đổi. Khi được hỏi về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, bà Zakharova nói rằng Ukraine sẽ cần phải khẳng định tình trạng trung lập, không liên kết và không có hạt nhân, cũng như thừa nhận thực tế lãnh thổ mới và đảm bảo quyền của công dân nói tiếng Nga và các dân tộc thiểu số sống ở đất nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, Moscow chưa bao giờ loại trừ khả năng giải quyết xung đột bằng ngoại giao. Theo bà Zakharova, Ukraine và các nước phương Tây có trách nhiệm thúc đẩy tiến trình này. Ngày 10 tháng 12, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky sẽ tới Nhà Trắng trong ngày 12 tháng 12 để gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden bàn chuyện viện trợ Ukraine, theo tin AP. Theo AP, ông Zelensky dự kiến sẽ có bài phát biểu tại một cuộc họp của các thượng nghị sĩ nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho Ukraine. Nhà Trắng thông báo rằng chuyến thăm của ông Zelensky lần nữa phát đi thông điệp rằng Mỹ luôn là đồng minh của Ukraine và luôn ủng hộ Ukraine đứng lên bảo vệ đất nước của mình. Trong bối cảnh Nga tăng tấn công bằng bom và tên lửa, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các nhu cầu cấp thiết của Ukraine trong thời điểm này, cũng như tầm quan trọng của việc Washington tiếp tục viện trợ Kiev, Nhà Trắng thông báo. Ông Biden đã yêu cầu Quốc hội thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 110 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và Israel. Trong đó, phần viện trợ Ukraine là 61,4 tỷ đô la Mỹ, nhưng yêu cầu này đang vướng phản đối từ nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Những nghị sĩ này cho rằng Washington cần ngân sách để đảm bảo an ninh khu vực biên giới phía Nam giáp Mexico. Trả lời phỏng vấn hôm 10 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận rằng nếu Quốc hội không nhanh chóng hành động, Washington sẽ hết ngân sách viện trợ Ukraine trong cuối năm nay và điều đó sẽ dẫn tới nhiều thay đổi trong cục diện chiến trường ở Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với CBS News ngày 10 tháng 12, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ Shalanda Yang cảnh báo Washington hiện chỉ còn khoảng 1 tỷ đô la Mỹ để mua sắm vũ khí bù đắp vào phần đã được rút từ kho dự trữ để viện trợ cho Ukraine trước đó. Bà Yang kêu gọi lưỡng viện Quốc hội Mỹ nhanh chóng phê duyệt gói ngân sách an ninh mà Nhà Trắng đề nghị, trong đó bao gồm khoản viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine. Phần lớn số tiền mà chúng ta cam kết viện trợ Ukraine ở lại trong nước. Các cơ sở công nghiệp của chúng ta nhận phần lớn nguồn viện trợ đó để chế tạo thiết bị, vũ khí, đạn dược và điều đó có nghĩa là thêm việc làm cho người Mỹ, thêm việc làm lương cao cho người Mỹ. Kể từ khi chiến sự ở Ukraine nổ ra, Mỹ hàng chục lần rút vũ khí trực tiếp từ kho dự trữ của quân đội Mỹ để có thể nhanh chóng chuyển giao cho lực lượng Kiev. Lầu Năm Góc sau đó được bổ sung các đơn đặt hàng mới nhằm bù đắp phần đã được rút ra để viện trợ. Tuần trước, New York Times trích nội dung bức thư do bà Yang gửi lưỡng viện Quốc hội Mỹ, trong đó cảnh báo Washington sẽ cạn tiền để gửi vũ khí viện trợ cho Ukraine vào cuối năm 2023, động thái có thể khiến năng lực quân sự của Kiev giảm sút.
chúng tôi hết tiền và hết cả thời gian, bà Yang nêu trong thư. Việc dòng viện trợ vũ khí và thiết bị của Mỹ bị cắt đứt sẽ khiến Ukraine bị chèn ép trên chiến trường, gây nguy hiểm cho những thành quả mà Ukraine đạt được và gia tăng khả năng chiến thắng của Nga. Đáp lại lời kêu gọi trên, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson khẳng định, Hạ viện chưa thông qua gói ngân sách an ninh, bao gồm khoản viện trợ Ukraine, do Nhà Trắng không giải quyết được các mối lo ngại chính đáng về việc Mỹ thiếu chiến lược rõ ràng ở Ukraine, cũng như con đường xử lý cuộc xung đột đó. Trong cuộc họp báo gần đây của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã đưa ra tuyên bố gây sốc khi cho rằng họ có khả năng hạ gục hoàn toàn tiêm kích F-16. Cuộc phản công mùa hè của Ukraine được nhìn nhận là bị cản trở bởi không có sức mạnh không quân. Tình thế đó có thể được xoay chuyển nhờ việc Mỹ chấp nhận chuyển tiêm kích F-16 và tới đây có thể là Pháp cung cấp máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine. Trong một phát biểu được truyền thông châu Âu đăng tải hôm 26 tháng 11, tướng 4 sao về hưu James Jones, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama cho rằng cuộc phản công trên bộ của Ukraine đã bị cản trở vì thiếu sức mạnh của không quân. Do Ukraine không có sức mạnh của không quân, nên người Nga đã có thêm thời gian chuẩn bị về công sự và bố trí các bãi mìn, và vì thế người Ukraine khó đạt được nhiều thành công hơn. Theo tướng Jones, người Ukraine hiểu rõ rằng nếu không có sức mạnh không quân, giá về quân số sẽ tăng theo cấp số nhân. Trong khi đó, đối với Ukraine, quân số thực sự quan trọng. Nhưng dựa trên kinh nghiệm của quân đội Nga trong các hoạt động quân sự đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu lại cho rằng hệ thống phòng không rất mạnh của Nga có thể hạ gục toàn bộ máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây nếu được cung cấp cho Ukraine chỉ sau 20 ngày xuất hiện. Trong tháng qua, các lực lượng phòng không của Nga đã dàn dựng những màn kịch cực kỳ ấn tượng cho thế giới thấy. 37 máy bay của Ukraine đã lọt vào danh sách bắn rơi của quân đội Nga. Con số này gần gấp đôi số lượng tiêm kích F-16 mà phương Tây hứa cung cấp cho Ukraine. Về vấn đề này, ông Shoigu cho biết, trong tình trạng hiện nay, hệ thống phòng không của Nga sẽ mất khoảng 20 ngày để bắn hạ tất cả máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine có thể có trong tương lai. Bộ trưởng Shoigu dường như không nói những lời to tát, bởi trong cùng khoảng thời gian đó, hệ thống phòng không Nga cũng đã tiêu diệt thành công hơn 1.400 vũ khí được quân đội Ukraine sử dụng để không kích. Trong đó có 6 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất. Điều này đủ để chứng kiến sức mạnh của hệ thống phòng không Nga. Nhìn chung, tình thế tiến thoái lưỡng nan mà quân đội Ukraine phải đối mặt hiện nay là rất rõ ràng, ngay cả khi Ukraine nhất quyết tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV chống lại Nga, thì thành tích phòng không thực sự của quân đội Nga đã liên tục dội nước lạnh vào những lãnh đạo cứng rắn của Ukraine. Sau nhiều do dự, Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 5 vừa qua đã ủng hộ các nước châu Âu viện trợ F-16 cho Kiev. Đồng thời, thông qua các chương trình đào tạo phi công Ukraine sử dụng những chiếc tiêm kích khác hẳn, những chiến đấu cơ của Liên Xô mà Ukraine hiện sở hữu. Tuy nhiên, Ukraine cũng chỉ biết mừng hụt khi tờ Politico của Mỹ dẫn lời người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ ở châu Âu, châu Phi, Youssef Afarfrika. Tướng James Hacker nói rằng, nếu Mỹ quyết định cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, thì Kiev vẫn sẽ mất từ 2 đến 3 năm để nhận được số máy bay này. Theo Politico, tướng Hacker nhận định thời gian bàn giao các máy bay chiến đấu sẽ bị chậm vì các vấn đề hậu cần và huấn luyện. Song ông tin rằng, Ukraine có thể nhận được máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất trong tương lai vì mọi người đang bắt đầu suy nghĩ về tương lai xa hơn. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên xác nhận việc triển khai trực thăng K-52M tại chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nga đăng đoạn video cho thấy K-52M tác chiến ở mặt trận Donetsk. Trực thăng cá sấu sát thủ của Nga đã thực hiện cuộc tấn công chính xác với tên lửa nâng cấp, phá hủy trung tâm chỉ huy và phương tiện bọc thép của Ukraine. Hồi tháng 7, Anh từng nói rằng Nga dường như đã triển khai K-52M tới Ukraine, nhưng Moscow vào thời điểm đó không lên tiếng về thông tin này. Trong một báo cáo 5 tháng trước, tình báo Anh mô tả trực thăng tấn công K-52 ở Zaporizhia là một trong những hệ thống vũ khí đơn lẻ có ảnh hưởng nhất của Nga ở hướng Zaporizhia khi ngăn chặn hiệu quả nỗ lực phản công của Ukraine. Theo phía Anh, Nga đã có nhiều cải tiến với trực thăng K-52 dựa trên kinh nghiệm chiến đấu ở Syria để tạo ra biến thể K-52M. Một trong những nâng cấp chủ chốt chính là tích hợp tên lửa chống tăng mới LMUR có tầm tấn công 15 km trên trực thăng.
Với tên lửa này, kíp điều khiển K-52M có thể nhanh chóng tận dụng cơ hội để phóng tên lửa này vào mục tiêu của Ukraine từ bên ngoài tầm phòng thủ của Kiev. LMUR bay ở tầm thấp, với trần bay là 600m, nó có thể di chuyển với tốc độ lên tới hơn 800 km/h. Kết hợp với tầm bay thấp, LMUR khó bị phòng không đối phương phát hiện. Cơ chế bắn của LMUR cho phép nó sử dụng hệ thống chỉ đường vệ tinh quán tính để tự bay tới mục tiêu mà không cần trực thăng chỉ đường trong cả hành trình. Điều này giúp trực thăng K-52 không phải đối mặt với rủi ro bay vào khu vực có thể bị phòng không đối thủ tấn công.